Dính nè. Để tay con méo giật ra dính tay. Qua đã. Bự không chú? Chà bá luôn. Đủ rồi. Lâu vụt. Lâu vụt quay vậy. Nó bự quá nó không chịu ra mà. Không ra cây móc dính vô phải chịu. Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Hôm nay cùng với mấy anh em chú Út thì bắt ếch rồi. Mình vô cái vườn vườn quýt. Chắc không có hang hả? Chào nha. Hôm nay hai gia cha con với mấy chú cháu hợp tác bắt ếch thì thành quả sao cả nhà. Chào các bạn nha. Ồ, quýt ông làm sao tốt thấy ghê luôn nè, bắt chốt. Nó bóng vờn à. Phải không? Trái nó bóng. Cái này chắc phân dữ lắm á. Quýt này chắc ăn chưa được đâu. Còn xanh. Đây, cao thủ đang mò mò dưới đây. Không ngộ ơi, cái có cái vườn thì hang quá trời hang, có cái vườn thì không 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 có hang hay chú. Có cua nhiều hang mới nhiều hơn. Cầm méo con chứ. Thấy cái hang cả nhà, thấy có dấu này. Không biết sao đây. Chốt đang đi kiếm bạn. Wow, quýt trái. Trái nào trái nấy nó đều gan luôn mà nó bóng. Trông quá hay. Có hàng cái đằng đó đó chứ. Này chú cháu à, con quýt cái này. Đây bác hai, nhà chủ ở vườn nè. Con bẻ mấy trái xuống chú cháu ăn quá trời ngọt luôn, quýt đường nè. Mà cả nhà, quýt nó mình ăn gì đó, quýt nó mình ăn không mình lãi, mình ăn gì nè là nó ngon nè, chưa mình gỡ muối ăn là nó không có bị the à, chưa không? Còn mình là lãi được cái gì thế là nó the, nó the, nó cái chất dầu, mình làm gì nữa đâu mình gỡ muối lai gai tới hoài luôn là nó ngọt, nó ngon hơn cái còn lộn gì hết là ăn cái nó the, nó dính nha, nó dính cái dầu, ngọt quá ngọt, ngọt ngọt chưa? Ngọt tại đất không luôn rồi giờ gì? Này đất đâu. Rồi, kiếm chỗ khác bác anh ơi. Khu này có ếch nhưng mà nó không có hang để ở. Nó ở ngoài bạ ngoài nước không à. Này qua tới đây vườn quýt. Nó dính liền với vườn quýt bên kia. Vườn này cũng của bác hai. Mấy cái này là mấy cái bán rồi gì nè. Hiện có hàng cho cả nhà. Đi vòng vô. Quá cái vườn mít chạy. Đây có người giữ mít nữa nè cả nhà, thấy không? Đó. Người đẹp giữ mít. Dính lên cả nhà, dính lên bắt luôn ha. Dịch chạch bắt luôn đó hả? Hay trời. Không, cái mé hồng đó là có ếch á. Tại vì chạy nước là nó kêu à. Mà nó ở bạ, khó bắt. Bạ thôi. Để kinh nó ra đi. Nhanh tay mới chụp được con đó chứ không thôi là nhảy luôn à. Mấy con ở hang ấy thì được. Rồi, cái giống này hang. Mở hàng rồi đó. Còn là cũng bự nha. Được. Cầm lử tới. Nãy giờ gãy mới bắt được có con đó. Đi đi. Gãy á. Gãy mai của chú Út đó. Đổi qua bên mấy cái hầm bên đây cả nhà. Đây có ếch rồi. Hang đầu tiên. Vậy là nó nhảy qua đây ông ơi, bên mương bên kia nhảy qua đây rồi. Bên đây trúng trúng rồi. Dính chưa? Dính hay vậy? Dính đó rồi. Có là bắt thấy ham liền à. Bắt này nhỏ rồi. Nhỏ. Đang chen giùm cái bị một con. Rồi theo hả? Rồi.
hôm nay giờ nuôi cá gì hả bác hai? Thả cá lóc với cá hồ. Ồ, có mấy con cá gì bự ngớp quá dữ. Con nữa à, con bự à. Con nữa hả? Ừ. Một hay hai con hả? Con bự rồi nhà ơi. Không khác. Đó, thấy ham chưa, chịu có rồi là mèo lắm. Ba em đó nghe. Đây hang nữa nè. Có dấu nhóc trơn đó không Khang? Cua nha, ở trường có con ếch dưới. Không, hang này không có ếch. Nữa nè. Hang này cua, đâu có ếch. Hang ếch bự, à, quá sâu quá. Khủng không? Hả? Ốc. Cạn dữ hả? Hàng bị còng. Thua ăn quá. Thấy mà trồng hàng co rồi. Thua. Mới vô mở hàng nữa giống mương nãy nữa. Không, cái hang này là ngon lành lắm, à. Luôn, sướng lắm. Công nữa hay giờ. Công. Dính à. Ít bự luôn đó. À. Dính nè. À. Lấy tay con méo giật cái dính tay. Qua đã. Bự không chú? Chà bá luôn. Đủ rồi. Ôi nó bự quá nó không chịu ra mà. Không ra cây móc dính vô phải chịu. Chà bá luôn. Chút lên trên luôn nha chút rồi. Lên trên này để hai người ở dưới được rồi. Xích lên trên luôn nha, trên luôn. Ôi giời con ếch kìa. Quá khứ quá khứ luôn à. Cái nói vô vậy đó, hồi ra không có à. Ngồi vậy đó. Hoài luôn á, hoài đó. Tôi không à. Gắn cái nhà đây. Gắn lại. Bò nhanh lắm. Bò tốc độ. Chừng nó vô hang á. Nghe giò không? Ừ. Hàng nó lên nghe cái giò không? Không có quá. Một xíu mới lên trên đó. Không có. Con nữa cả nhà. Hết rồi chưa? Thấy người quả chưa? Đã. Ít cái. Ít vàng. Ít cái. Quá ít cái là như ý nè. Hai giờ được nhiêu? Dạ. Không, cua còn không hết vậy chút mà nó bịch ra chút mới hầm à. Có hàng nữa hay gì nó có chịu có hoài à.
không học là không lấy tiền. Không có hàng à? Chút nữa mình về mình mặn ếch mình xong rồi cũng có trái cây ăn tráng miệng luôn đó chú. Đó, bọc luôn. Chú không quay qua qua bên vườn. Dạ chắc ngọt dưới không? Nó già nào ngọt nữa. Ngọt tí luôn chưa thấy không? Dính nữa cả nhà. Rồi. Rồi thọt vô. Ếch nó ăn cua nè. Ếch cua chấm quýt cơ mà. Ê, cua quá cái gì á? Gì á? Rồi dựng cua. Cua hay cá gì mấy ảnh nó đâm ra nè. Rồi gì là cá cha chết hay gì. Cua cá gì cua á. Chút mặn mọn bụng rồi nó. Nó đậy cũng mọi cũng. Trời con cua mà ăn luôn cua. Ngậm vô. Ừ, con cá ăn cá luôn hả? Không có hang là khó. Còn thấy vậy là ra hồi là mấy thầy trò mình làm xỉn quá chú Út ơi. Xỉn á. Dài con ếch bự rồi. Trời thấy chứ nhiều lắm á. Hàng đen hàng nè. Rồi nó cái hàng. Cùng hả? Nó có trên đây nó cùng. Hết quyết thiệt chứ. Con ếch nó ở ngoài quá. Nắng cái này trưa là nắng quá nắng. Nhiều thì ăn được rồi. Về cả nhà. Hàng đi đầu kia đảo lại đây cũng không có ăn luôn. Nhiều mình ăn nhiều. Về mình dăng lưới thêm nữa. Dăng lưới bên cái vườn mít của bác Hai á. Kiếm dạng cá linh hay cái gì đó. Nướng cho thêm cho nhiều hơn. Bữa nay sao kỳ á chú Út, lúc nào mở hàng cũng em cái hỏi chết quá. Mớ vô cái quất con hết bành kỳ nó vô à. Đi vòng vòng thôi cũng có mấy con. Ừ? Sao cũng được, không coi chỗ nào đó. Trong trống không có bị mít, không có chết đồ nè. Thì anh Trung dần lưới kiếm thêm cá thêm mới cá thì thêm nữa. Chú Út đang mặn mấy ếch rồi. Khang là chuẩn bị đốt lửa. Nho thì còn mê bên cái bên kia coi có hàng nào nữa không bắt luôn. Bảy con nhiều gì? Hàng mít. Sao không đủ anh? Con chót. Dạ, con chót cả nhà ơi. Kìa. Khổng lồ. Mình nãy thì gom củi rồi đó, không có đi thêm nhờ, nhờ đang bắt thằng kia. Đừng nói hồi hú lên con nữa à. Đi vòng, rút cục quay lại chỗ này cũng vớt được con bự. Nãy bên đây mình có được con nào đâu. Hả? Chốt đang ếch nha. Ếch mình chà xả cho nó sạch nhớt á. Nướng bằng cây mía. Rồi mình nướng cặp vô cây mía nướng. Anh Trung làm đắng nè. Được rồi, cuốn đi, nhiều dữ lắm, khỏi đổi anh Trung ơi. Vài con được rồi. Nó dính dữ lắm á. À. Nãy giờ anh Trung không xuống nước cái này, cho anh xuống nước đang cho lạnh lạnh nè, hai chú. À, chắc. Ngon. Quá ngon. Anh Trung cũng lấy nè, ếch nè. Ồ, ôi, ôi. Không mổ bụng hả chú? Mổ. Lưới này sao dạo dài quá. Dài hơn lưới mình á. Dạo 2 mét. Sao không thấy hả? Cá linh hả bác Hai? Cá linh với cá chì dính luôn mà. Dính là mà phải dính cá gì hả? Nào. Dạo dài quá. Dài lắm. Nó bực bực đó. Nhanh coi. Đâu? Có thấy giật giật đó mà. Rồi, rớt sức hay gì đâu tiêu rồi. Nó dưới này là chà dinh với cái linh đồ. Rồi mình nướng bỏ trứng em anh. Dạ. Nướng mà. Nè mình chẻ cái mía, nướng mía. Dính mấy con? Còn dính một. Cái giấy. Chết quá hả? Chết
Gỡ cái luôn đi. Hồi gần cái chị Vinh cũng bự mà. Hay là tại mình cuốn mau quá. Mình sắp sao con bự theo con bự chút cho nó chín lượt á. Con bự để gấp riêng, con bự để gấp riêng. Con nhỏ cho hồi cho một dãy. Hai gấp đi. Gấp một qua. Gấp một sao hết. Hai gấp đi. Hai gấp đi. Một đầu thôi anh Trung. Quay cái bài lại đi một bài thôi. Để nó gặp thêm hai đoạn. Đặt hết, đặt luôn. Mày cho nó cứ rút nước chủ yếu mình lấy cái nước mía vô. Ừ vậy đó. Nè gì nè. Rồi. Lấy cái nước mía ngon. Mấy con? Cho nó lọc vô. Một. Con nữa hả? Nè, con nữa nghe nha. Mạnh kỳ đi. Đây mặn luôn. Thôi nhiêu được rồi chú. Dạ. Thôi. Gặm đi. Mình mong rồi. Lấy cua nước không? Dạ. Lấy cua. Thổi luôn đi. Thổi nha. Con gắn với thêm kia. Gắn này của bác hai ông Văn Lứ. Ủa sao kỳ vậy? Này nó quấn vòng vòng dưới đó. Ở cái mía này mình bắt được. Sao nó vậy? Gắn nó hơi nhỏ nè. Cái mía thì quá là bự. Thôi chắc cái mít này là chín chưa không biết nữa. Lụm luôn cái mít quá. Banh banh ra để lên được rồi chốt á. Tại vì nó không có hang quá. Hết bắt nãy giờ á. Bự gì đó hả? Bắt mà không biết luôn, bự nhỏ luôn hả? Con nào nay nó khủng khủng không? Cho nó cứng cái da nó trước đi rồi. Kiếm cái cục gì vậy? Cục gì? Kiếm cái gì? Lấy cây này chim lên chá. Hai cái mía nó quá bự rồi. Cản cái độ nóng rồi. Đâu có, bự nước nhiều nó rút. Chừng nào cái mía mà nó sôi lên á mới mau mau nóng dữ. Cứ từ từ đi. Trời chỉ còn chờ đợi nữa. Sắp xếp rau, nước đá, rượu, trái cây đầy đủ hết á. Giả ba chai gì đó hả? Bự quá bác hai. Bự lắm rồi. Được khét. Nước mía nó chảy xuống hoài sao khét được. Dạ nay không có cần đi đâu trên cụm vô đây thử hồi no khỏi ăn no đem rượu ra đi gót uống lại gai luôn á còn mình bị gai nữa đi gót uống mình chấm gì nè giờ muốn ly giờ muốn ly lát mồi còn cái đó chín rồi cả nhà chín rồi cả nhà nhìn ngính à chờ mấy ngách bự với gắn là xong rồi nãy giờ con thử cái mùi không là thấy no no rồi đó ê quải đi về gọn gào cả nhà. Này là cà cua. Cà cua. Gào nhảy. Gào nhảy. Gào nhảy, nhảy của ông đâu có mấy cọng không. Trái cây mình để mấy trái cây này ra ngoài đi. Cái này là rau rau tầng nước nè, rau đó là chuyên gia mình chọn với mấy nước đó. Nè. Trái đó già bắp. Dữ rồi. Dạ để tôi ăn quên. Đây mình chấm ớt nè. Chanh vô. Rồi lại nè. Ui. Đây để nóng nóng nha ơi. Bà đây về uống rượu
Ủa chứ sao bắt nhiều nhiều chút nữa. Có nhiều không? Ăn nhiều không? Ít thì nó không ít. Rồi, em đi. Rồi. Làm thử miếng màu đồng coi. Cá nó rớt cái đậu đặt chỗ đậu rớt luôn đi. Nồng rượu đinh lăng ngon không? Dễ uống lắm. Mình ngâm nhà luôn hả bác hai? Ở ngâm nhà. Ông cho ông xui đưa xuống một nguyên một quấy rồi chưa ngâm rồi còn phơi nữa. Ngâm nó ngâm rễ gốc nó ngon nhà dần. Cùng thưởng thức ớt mình nướng mía nha cả nhà nè. À, chấm muối ớt cấp độ 3. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Ôi ôi. Quá ngon à. Chú ơi. Quá ngon. Chưa hết nổi. Chưa hết nổi. Còn chú uống dài hay gì còn nửa ly chú. Hai mình á. À. Mời cả nhà luôn nha. Mời các bạn nha. Ngồi cái đùi hết. Đã. Miếng dài ngon ghê như thịt gà vậy các bạn ơi. Ngon quá. Ông thợ bắt hết giờ ông nướng hết rồi. Hôm nay bắt hoài ăn hoài cái cũng ngán hả chú? Nay làm đầu bếp bữa. Em chơi gao đồng có nổi mà. Nhậu này là đúng bài luôn bác hai, mát mẻ luôn. Dạ. Nhậu ơi. Hả? Làm đi con cầm máy rồi. Ở trong vườn mà cái bên cây mít có 3 trái. Chà bá lửa luôn. Nhậu này. Rau mình là rau sạch đó. Nhậu cho trong vườn trái cây luôn ha bác hai. Vườn quýt, vườn bự. Quýt có. Vườn mít. Nói chung nói với bạn gì ha. Thì uống như rễ tôi đi. Đó giờ chưa biết rễ tôi. Chưa biết. Giờ thôi mình giới thiệu rễ tôi. Uống như rễ tôi nói là muốn rượu quýt uống lắm. Rồi uống đi con, uống như bác hai. Nhà ở đâu? Nhà con với Vĩnh Long. Vĩnh Long. Gần đấy. Rồi mình vui vẻ đi. Qua Tết rồi cũng vẫn vui vẻ chứ. Chứ vui vẻ để ra tiền. Lưng dữ hả chung? Chưa tới, chưa đủ. Lưng dữ chung, hai người gót lưng quá. Không có đủ, hai thêm mấy cái đi. Hết thì mình lấy thêm. Cả nhà ơi. Mất cái chắc nặng rồi đó chứ không muốn. Ý da, chết rồi. Nó lặn cái cây. Này cũng chín rồi, để ra ngoài đây đi. Trời nó nóng cái cây mía tới ngoài đầu luôn á. Thơm. Này nãy quên biết gì không? Rồi để lấy thêm miếng muối. Được bác hai rồi, bác hai. Nãy quên chứ rồi mình lấy có niềm, tôi xin qua cái niềm ngon. Chút. Cái miếng muối cá. Ba con đó là bự nhất chuồng. Má đồ đắng không? Cái con bắt sau cùng duy nhất là bự nhất. Con bắt đây hả? Ừ, con bắt đây bự nhất. Quá thơm, trời dễ. Đỡ mạnh hơn luôn chút. Trời ơi, ba con để vô lúc dễ à. Con gắn không biết chín chưa không biết. Trời ơi. Chín rồi. Chín rồi. Đây nó thơm, nó giống mùi khoai mì. Đâu 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 con mượn. Biết nó thơm giống mùi. Giống mùi khoai mì á. Ừ. Thơm. Trời ơi, sao mặn gì á? Nước nó văng ra hay gì á? Hết chân ngọt phải không? Giống cái mùi bắp nước nó còn thơm dữ ta. Nó thơm rồi, còn ngọt nữa, nước mía nó chảy vậy thơm muốn hết. Lạc lại rồi, nó rút qua ếch rồi. À, nó rút qua bên con ếch mình đó. Bằng có gì bằng ha, dĩa. Ngon quá ngon. Này dưới quê mới có cảnh này cả nhà ơi. Cây nhà lá vườn, ếch thì mình tự bắt. Rau cũng vườn. Còn dưới rút đi. Quýt cũng vườn của mình. Dưa leo cũng vậy luôn. Cần gì đi. Giờ tao nó con bộ nhà lá vườn. Tôi làm cần gì cho cháu Minh tôi à. Dạ. Cho cháu Minh tôi thèm chơi nè. Đó. Ở bên đó nguyên vườn dưa leo luôn đó mình. Đó. Ơi, cái này cái đùi ếch này còn ngon hơn cái đùi ếch ở nhà nó chút. Căng à. Hên xui nha. Quay cái này mới mốt về là dạ không cho quay nữa. Nói sao nghe. Thôi chỉ bằng đùi ếch nhà hết trơn á. Đùi ếch nhà ngon à. Nhà nó có mỡ, đùi này không có mỡ. Còn lâu năm rồi. Còn con gắn đặng với con cá. Bằng cầm tay hơn cầm đồng nha. Xé luôn nhìn Khang ơi. Ra ta. Nóng vậy ngon.
vô cả nhà ơi, để tranh thủ. Mời cả nhà nha. Chốt thưởng nè. Chốt cho cái đùi hả? Cảm ơn chốt nha. Cái đâu rồi ông chốt? Mình muốn với ông bắt hai đi. Tôi muốn với ông bắt hai đi. Anh em đi. Quá ngon rồi. Mời cả nhà nha. Cái gì chưa nói. Chấm nè. Quá ngon. Ủa, cho ông chấm. Cái tay con cục như đó. Hết đầu cộng nướng là cái trứng ăn không nhận ngon thì chú. Có gì bà. Cái trứng hết nó béo lắm. Ờ. Trứng cóc béo hơn. Không được. Trứng cóc béo còn dữ nữa. Trứng cóc u gì lắm. Chín nó trơn ông ơi. Chín tại cái mía nó ép lại. Mía nó ép lại. Ép lại. Cái khúc đó mới ngon á. Ngọt. Nó ngọt luôn. Chín nha. Chín. Ừ. Nó ngọt lắm luôn. Cái mía ép lại chỗ đó nó mới ngọt. Tạm gì sống được. Bẻ ra là nó dằn chằn tư hết trơn. Chỗ nào mà nó trắng là chỗ đó bị cái mía nó ép. Để muối vô chưa? Để vô chưa? Để vô chưa? Tỏi luôn á, có tỏi nè, ăn tỏi. Rồi. Đấy đi. Dạ tôi mới về, không dám ăn tỏi. Sao vậy? Có gì nữa hả? Nó bồi nhau kỵ. Kỵ gì nữa? Kỵ mình tỏi ăn con cái nó đào hén. Ui. Mình khác thấy anh em chạy xe à. Chí chở cái nhỏ nào á. Cái ngoại không quá. Rồi, rồi cảm ơn anh nha. Ờ mình luôn. Trời ơi này anh này uống ly chứ. Ăn đâu uống ly thì mới đủ chừng. Ăn ngon. Cái này khổ lòng nè. Ừ, cảm ơn nha. Tôi cái đùi này là thái sỉnh rồi. Nó làm trứng. Gắn nướng mía mà cái này phải làm có muối Tây Ninh rồi ha, nó ướp vô gắn nữa. Nướng vô mía đỏ đỏ đó con. À, đúng bài luôn. Nó nướng muối Tây Ninh ướp vô tao lấy. Trong nhà cũng có. Có muối Tây Phương nữa. Đây nè. Mới nhớ đi mằng Bình Dương á, mua quá muối cái gì. Cái này mà con đâm chém muối nó thấy ngon lắm. Nó đỏ thiệt là cay ha. Con đang nướng cùng phết. Con bắt hai ha, cùng phết. À kêu bằng sát muối ớt á. Xác muối bụng thôi, rồi, nước mắm chồng, à, mình, nước rồi, mắm nước mắm chồng mình bầm ớt cho nhiều với bột ngọt rồi vô cái mình nướng nó vàng cái mình tha. Tha vô là cái đầu là cái da nó giòn mà nó thơm. Đúng không? Với cái xôi gì cái đuôi gắn da gắn. Sao? Với cái đuôi những cái xôi làm cái đuôi gắn. Không mà nhậu thì đủ. Nhất là chị xôi. Nhất chị xôi gắn. Nhất chị xôi hả? Thì cái đuôi gắn nè. Xui giá mới được chứ xui chưa giá không được đâu. Mít cũng có mà quýt cũng có. Nhà cái xương nó đã. Ở đâu mà ngoài đồng cũng có rau cần nữa. Trồng theo máy nước trồng á. Nó rau cần rau, rau này gọi rau tầng nước nè, trồng ở dưới máy nước á nó tốt. Nó mà nó mì nước rồi rau tầng rau tầng tàu, rau tầng rau tầng ống mình nè phải không? Mà cái loại mình kêu rau tầng nước mà trồng ở dưới nước thì còn rau tầng tàu là sao nữa chú? Con tàu nó khác nữa, con tàu mình xào thịt bò. Xào thịt bò. Đó đó nấu chua. Cái này nè vẫn là rau tầng ống mà người ta bán ấy là rau chiên khô nó khác còn rau dưới nước. Rau này biết xào có gì ngon nhất không? Cái gì làm được chứ. Mực. Rồi bữa nay tôi tất cái à, cái này mà xào ếch một cái ha. Cái bằng này hả? Ừ rồi, không có gì bằng luôn. Dạ. Nãy giờ cũng nó bắt cháu mấy anh em chú cháu cũng làm cũng vừa nêm rồi cả nhà ơi. Giờ mình xin kết thúc ở đây nha. Đang mình còn đi địa điểm khác đang kiếm mớ về cho cháu ngoại của chú Út nấu cháo ăn buổi tối nữa. Chào cả nhà. Chào cả nhà, hẹn quý vị sau. Vui vẻ. Thấy là liêu ghiêu chứ cũng ba băng đạn á. Giờ về cả nhà ơi. Dạ cả nhà nha. Giờ dọn dẹp thôi. Chơi vậy nó mới vui.